các bà mẹ hài lòng về điều gì suốt hơn một thập kỷ qua? Nuôi con mình vất vả lắm, tiêu hóa kém khiến bé gầy yếu. Nhìn con chậm lớn mình rất lo, được chuyên gia tư vấn, mình dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bioasimin cho con thấy hiệu quả. Được các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho bé biếng ăn, mình cũng dùng Bioasimin cho con. Giới thiệu Bioasimin Gold mới, công thức cải tiến tăng cường bào tử lợi khuẩn và nấm men cùng các axit amin và khoáng chất giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ giảm rối loạn tiêu hóa, tăng cường hấp thu dưỡng chất. Giờ thì các con đã ăn ngon tự nhiên, khỏe mạnh và lớn nhanh mỗi ngày. Bụng khỏe, bé sẽ ăn ngon thôi. Bioasimin Gold, tiêu hóa khỏe, trẻ ăn ngon. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.